Vâng, và bây giờ thì chương trình Cà phê Ngày Mới sẽ được tiếp tục với các thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý có trong tiểu mục Cà phê Sữa Đá. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi lỡ hẹn với khán giả vì không kịp công chiếu vào ngày 30 tháng 4 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thì Truyền thuyết Quán Tiên là bộ phim Việt đầu tiên được ấn định ngày phát hành ngay trong tháng 5 này. Và đây được xem là phim Việt đầu tiên mở hàng sau khi mà chúng ta ngừng giãn cách xã hội đó ạ. Dạ vâng, và ra mắt vào thời điểm khá đặc biệt, lại lựa chọn chủ đề là đề tài chiến tranh. Bộ phim Việt Nam này của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã và đang nhận được sự quan tâm của tất cả quý vị khán giả Việt Nam. Và trong tiểu mục Cà phê Sữa Đá ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn đến với cuộc trò chuyện với đạo diễn và diễn viên trong phim để hiểu rõ hơn những điều đặc biệt về tác phẩm này. Đặt trong bối cảnh cuối thập niên 1960, Truyền thuyết về Quán Tiên là bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Xuân Thiều, kể về ba nữ thanh niên xung phong ở rừng núi Trường Sơn hiểm trở. Họ nhận nhiệm vụ mở một quán ăn có tên là Quán Tiên, bên trong một hàng đậu, đêm đêm đón các đoàn xe từ Bắc vào chiến trường và từ chiến trường trở ra Bắc, chăm nom bữa ăn, nước uống cho các anh lính lái xe. Niềm vui lớn nhất của họ là mỗi khi có đoàn xe dừng chân, bởi đó là lúc có người để chuyện trò. Nhưng niềm vui đó cũng không được bền lâu bởi những khó khăn nơi núi rừng và thách thức của chiến tranh luôn rình rập các cô gái trẻ. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ và sự hóa thân của ba diễn viên Thúy Hằng, Minh Khuê, Hoàng Mai Anh đã giành giải Bông Sen Bạc, hạng mục phim xuất sắc và giải âm nhạc xuất sắc tại kỳ liên hoan phim Việt Nam cuối năm 2019. Ngay khi được ra mắt, bộ phim này đã và đang trở thành chủ đề chính trên nhiều diễn đàn điện ảnh. Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay Kim Thoa rất là may mắn khi có cơ hội được làm việc cũng như là trò chuyện cùng với đoàn làm phim Truyền thuyết về Quán Tiên. Xin chào đạo diễn Tuấn Vũ, diễn viên trẻ Hồ Minh Khuê và Hoàng Mai Anh. Tôi được biết là bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên hiện nay đang là một trong số những phim Việt đầu tiên của Việt Nam ra mắt. Khi mà rất nhiều các cái đoàn làm phim đang né tránh cái dịch Covid-19 này thì đối với đoàn làm phim của Tuấn Vũ Anh lại lựa chọn thời điểm này ra mắt phim. Vậy thì điều này có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của đoàn cũng như là cái sự lo lắng về doanh thu phòng vé hay không? Bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên thì chúng tôi có kế hoạch ra mắt vào 30 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên là vì dịch Covid-19 thì tất cả các rạp đều phải đóng cửa và đến sau cái thời điểm đó mới mở cửa. Bởi vậy, ekip của chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định bộ phim của mình sẽ ra rạp ngay sau dịch khi mọi việc đã ổn định trở lại. Thì nó có một số cái lợi thế nhất định bởi vì thực ra đây là một bộ phim chiến tranh nghệ thuật và khi mà chúng tôi chọn một thời điểm khác có nhiều phim bom tấn hay nhiều phim giải trí khác tham gia thì chúng tôi sẽ bị hạn chế về suất chiếu hơn. Bởi vậy cái việc chúng tôi chọn thời điểm ngày 22 tháng 5 thì có thể nói là cũng được các rạp ủng hộ hơn về suất chiếu và nó là một thời điểm thuận lợi khi là một bộ phim Việt duy nhất ra rạp. Với việc là bộ phim thì rơi vào thời điểm đúng là dịch Covid-19 và cái hoạt động quảng bá về phim hầu như là rất là ít thì điều này có ảnh hưởng nhiều tới bản thân các diễn viên của đoàn hay không? Đúng là bộ phim mà ra đúng cái đợt Covid này thì cũng là một điều thiệt thòi cho diễn viên cũng như toàn bộ ekip. Nhưng bù lại là như chị cũng biết là nếu như đó là một tác phẩm tốt thì cái quan trọng là khán giả giới thiệu nhau sau khi họ đi xem, đó là điều quan trọng. Thì 3 ngày hôm nay sau khi mà phim được phát hành thì Hoàng Anh cảm thấy là rất là mừng và xúc động là gặp được rất là nhiều những cái lời khen tích cực. Cũng như Mai Anh chia sẻ thì nếu mà nói là không buồn thì cũng không phải. Tại vì em thực sự là rất là trông đợi vào cái bộ phim này vì đấy là phim đầu tay của em. Em rất là hy vọng là sẽ cái event mà ra mắt phim thì sẽ là không chỉ là giới thiệu phim mà cũng chính là giới thiệu bản thân mình đến với công chúng. Tuy nhiên, người ta hay nói là thất mã thì an chi họa phước. Thì cái việc mà ra mắt phim lần này thì em thấy là đúng là chỉ có duy nhất bộ phim em ra rạp, phim Việt Nam ra rạp và việc cạnh tranh với các phim bom tấn khác để người ta chọn phim em thì lại cái hiệu quả nó lại cao hơn. Với những xu hướng hiện nay là các bộ phim về đề tài gia đình, cuộc sống hay là những cái bối cảnh về cuộc sống hiện đại thì đang được nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả hơn. Nhưng Tuấn Vũ lại lựa chọn việc làm phim về những bộ phim chiến tranh thì đây liệu có phải là một thử thách đối với anh hay không? Trước đây thì tôi có làm một bộ phim cũng về đề tài người phụ nữ ở thế kỷ trước là Cuộc đời của Yến. Thì sau cái bộ phim đấy tôi cũng vào Sài Gòn và tôi làm khoảng 3 phim thương mại. Thì trong cái 3 cái năm làm phim thương mại đấy thì cứ sau mỗi bộ phim mình lại rất nhớ cái cảm giác mà khi hoàn thiện Cuộc đời của Yến. Nghĩa là một tác phẩm mà mình có thể thoải mái vô cùng trong cái cách kể chuyện của mình, thoải mái đưa được những cái thông điệp nhân văn nhất đến với khán giả.
Bởi vậy khi mà có cơ hội làm truyền thuyết về Quán Tiên lại là một truyện ngắn mà tôi đã đọc cách đây 5 năm. Tôi thực sự là đã ám ảnh với truyện ngắn này từ rất lâu. Thì khi có cơ hội hợp tác với hãng phim Hồng Ngát và DVNH thì tôi đã nhận lời ngay. Và chúng tôi đã bắt tay vào chuẩn bị cho truyền thuyết về Quán Tiên từ cách đây khoảng gần 2 năm. Mọi người thường có nói là với bộ phim này chúng ta đang nói về một cái đề tài cũng khá là cũ, là đề tài chiến tranh. Vậy thì là một cái đạo diễn trẻ và với hướng tới cái việc khán giả của chúng ta tiếp cận là những cái khán giả hiện đại, ở lứa tuổi hiện đại, thì không biết là anh đã có cái sự sáng tạo như thế nào đối với tác phẩm lần này của mình? Mặc dù cái chuyện này nó đã viết cách đây khoảng hơn 30 năm rồi, nhưng mà nó khi tôi đọc lần đầu là tôi đã thấy nó khác hoàn toàn với những cái chuyện chiến tranh khác mà tôi đã đọc trước đó. Nó không có một chút nào là tuyên truyền, không có một chút nào chính trị trong đó, mà hoàn toàn nhà văn tập trung vào khai thác những cái nội tâm con người ở bên trong. Và bởi vì thế nó có những cái sáng tạo, có những cái góc nhìn mới lạ mà từ hơn 30 năm trước nhà văn đã đưa vào. Thì tôi nghĩ với cái những cái mới lạ nó từ tác phẩm gốc cộng với những cái mình cố gắng mình xử lý cách kể sao nó trẻ trung nhất, và dàn diễn viên họ, thực ra cả ba cô diễn viên này đều là tay ngang, thì họ lại đem đến một lợi thế là cái diễn xuất của họ vô cùng bản năng và nó có tự nhiên. Thì đấy là cái điều tôi mong muốn khi khán giả họ xem, họ phải thấy là các nhân vật, những cô thanh niên xung phong thực sự đang sống một cuộc sống như thế, chứ họ không thấy những cái diễn viên và không thấy những cái kỹ năng diễn được đưa vào. Hoàng Mai Anh thì đã có thử sức ở rất nhiều những cái bộ phim và mọi người thì biết đến bạn nhiều hơn ở phim truyền hình hay những cái bộ phim mà nói về cái cuộc sống hiện đại nhiều hơn. Vậy thì lần này thử sức với bộ phim chiến tranh, đặc biệt lại vào vai một cô thanh niên xung phong, liệu có phải là một sự chuyển mình đối với Hoàng Mai Anh? Hoàng Mai Anh đã tham gia rất nhiều bộ phim, chưa một vai diễn nào Hoàng Mai Anh lặp lại cả. Đó là điều mà Hoàng Mai Anh cực kỳ ấn tượng với vai Tuyết Lan trong bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên. Đó là một vai diễn không phải là chỉ đơn thuần là diễn là cảm xúc là phải bất hạnh lắm hay là phải đau khổ lắm, mà nó lại chuyên sâu về tâm lý nội tâm của con người. Đấy, thì đấy là cái điều mà Hoàng Mai Anh cảm thấy hứng thú với vai diễn này. Và đặc biệt chị cũng biết là với phim điện ảnh thì người ta không dùng lời thoại nhiều, và đã không dùng lời thoại nhiều thì lại rất tập trung đến cái diễn xuất trên cơ mặt cũng như là cái ánh mắt của mình. Nếu cơ mặt của mình chỉ cần diễn chệch đi một chút xíu thôi, với màn ảnh rộng như thế khán giả bây giờ rất tinh ý, họ có thể biết được ngay. Và một cái vai diễn mà mang yếu tố ly kỳ và với một dàn ekip rất là chuyên nghiệp thì Hoàng Mai Anh không có gì ngần ngại cho cái việc mà ấn tượng và chọn lựa bộ phim này cả. Với một quãng thời gian dài quay phim như thế thì chắc chắn là cũng có rất là nhiều kỷ niệm đúng không ạ? Hồ Minh Khuê có thể chia sẻ một chút những kỷ niệm của bạn đối với bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên? Đây là một vai diễn đầu tay của em, cho nên là em phải đi học hỏi rất là nhiều và em phải nhờ sự giúp đỡ của bạn Mai Anh cũng như là chị Đỗ Thúy Hằng rất là nhiều để em lấy cảm xúc đóng. Và cái thứ hai nữa là em phải học cái cách tiếp cận máy quay này, học cách tương tác với diễn viên tốt nhất có thể, và bên cạnh đó là phải trao đổi với đạo diễn nhiều hơn để hiểu sâu tác phẩm hơn. Tại vì thực sự cái tác phẩm này không chỉ là nó có bề nổi đâu, mà nó có một cái ý nghĩa tầm sâu, rất là sâu ở trong đó. Cho nên là em phải học rất nhiều. Khi một bộ phim Việt Nam ra rạp thì mọi người sẽ thường có những câu hỏi là liệu đây có thể trở thành là một bộ phim bom tấn hay không, hay là những cái doanh thu về phòng vé cũng là một trong số những yếu tố được rất là nhiều khán giả quan tâm. Vậy thì với Truyền thuyết về Quán Tiên thì đây có là những cái áp lực đối với đạo diễn Tuấn Vũ và đoàn làm phim của mình hay không? Chúng tôi cố gắng hết sức để làm một cái tác phẩm chỉn chu nhất, sao cho cái bản thân cái chất lượng tác phẩm đó là cái điều cốt lõi để cuốn hút khán giả đến rạp. Và chúng tôi cũng không quá đặt nặng cái yếu tố doanh thu, bởi vì từ khi mà bộ phim chiến tranh được nhà nước đầu tư 70% có cơ hội được ra rạp, và thực ra trong 3 ngày đầu vừa rồi thì nó nằm trong top 3 phim doanh thu cao nhất, thì tôi nghĩ đấy là một cái sự thành công và nó gần như là một cái sự đền đáp cho những nỗ lực và những cái quyết định mà chúng tôi đã làm trong quá khứ. Xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn Vũ cũng như là Minh Khuê và Hoàng Mai Anh. Hy vọng là trong thời gian tới thì bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên sẽ nhận được thêm nhiều cái sự yêu mến của khán giả, cũng như là các bạn sẽ có những cái dự án trong tương lai đạt được thành công. Xin cảm ơn.